Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý khán giả của đài Sveta. Nó nơi lần nữa tôi được xuyên hạn trở lại trong chương trình với những tin tức mới nhất về cách chọn chất béo để ăn và chiên như thế nào. Thì uh, cái chất béo tôi sẽ trình bày trong những cái chương trình sau đây, tức là đầu tiên cái sự lo âu về chất béo chúng ta như thế nào. Cái số hai là cái vai trò của chất béo thực sự đối với cơ thể. Cái số ba là vai trò của cái chất cholesterol và thực sự làm thế nào để phân loại các chất béo chính trong thực phẩm để chúng ta sử dụng hoặc là để chiên. Thì cái sự lo âu về chất béo là cái sự thật mà chúng ta phải lo, tại vì thực sự cái chất béo nó mang đến cái sự tăng cholesterol và cái cholesterol này làm chúng ta nghẹt máu đưa tới heart attack cũng như những cái hệ thơ cái bị đột quỵ stroke và đặc biệt cái cholesterol này dư thì nó cũng sẽ làm sơ cứng mạch máu đưa tới tình trạng cao huyết áp và đặc biệt đối với người phụ nữ thì nó làm cho mập nhưng mà thực sự chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cái vai trò của chất béo thì thực sự nó là một chất rất cần thiết cho cơ thể và chúng ta không có thể thiếu được tại vì nó giúp cho sự hấp thụ của vitamin A, D, E và K những cái loại mà sinh tố mà hòa tan trong dầu chính vì vậy chúng ta phải cần có những số tối thiểu của chất béo trong cái thực phẩm gì dinh dưỡng và chất béo này sẽ giúp cho sự sản xuất của chất cholesterol là một chất rất sức cần thiết cho cơ thể tại vì nó là cái chất để tổng hợp và chúng ta sẽ bàn tới ngay bây giờ vai trò của cholesterol tôi nghĩ là tôi đã nói về cái chương trình này đã lâu lắm rồi có thể là 4 năm năm trước nhưng mà thực sự cholesterol là một chất rất cần thiết cho cơ thể Tại vì nó giúp sản xuất ra tất cả những cái chất quan trọng trong cơ thể chúng ta có thể tính nhờ cái tố nam cái tố nữ cái tố sinh dục dân và những cái tố khác của trong cơ thể đặc biệt nó giúp cho hoạt động của màng não và những tế bào thần kinh và đặc biệt những cái tế bào não đều cần cái sự nhiều cholesterol chính vì vậy mà nếu tăng ít thì cái gan nó cũng phải tổng hợp thêm cái chất cholesterol để mà cung cấp đầy đủ cho cái cơ thể nhưng mà cái trở ngại của chúng ta là như này béo là tại vì nó có hai loại mà chúng ta gọi là mỡ xấu hay là mỡ tốt gọi là good fats hay là bad fats. Thì cái good thực sự là gì? Good thực sự nó để giúp cho cơ thể chúng ta. Nhưng mà về với thực tế thì làm thế nào để biết được cái nào là tốt? Thực sự dễ nhớ lắm. Mỡ tốt thường thường đa số ở cái thể lỏng hay chúng ta gọi là dầu ăn. Thì trong cái dầu ăn đó chúng ta có hai loại là monosaturated fat và poly unsaturated fat chúng quý vị không cần nhớ cái này thực sự nó là cái cấu trúc về hóa học ở trong cái chất dầu và nó nó không có bền vững ra nó rất, rất dễ bị thay đổi và biến đổi thì chính vì vậy mà chúng ta nó gọi là được ở thể lỏng và thực sự cái mở tốt sẽ giúp cho bảo vệ cái mạch máu bảo vệ cho cái tim và bảo vệ cho những mạch máu khác trong cơ thể còn cái loại mỡ xấu thì sao mỡ xấu thực sự chỉ có hai loại chính mà chúng ta cần nhớ đó là, là trans fat là một loại chất béo hoàn toàn do con người chế biến hoàn toàn nhân tạo không có gì liên hệ đến mà bây giờ thiên nhiên cả và nó chỉ có hiện diện một ít trong thực phẩm thiên nhiên mà thôi nhưng mà hầu hết là do sự sáng tạo về những nghiên cứu con người thực sự nó phát xuất từ cái thế chiến thứ hai khi các nhà khoa học đức họ cảm thấy là người lính cần những cái bơ để ăn với mì và họ không có đủ và phải sản xuất trong phòng thí nghiệm những cái chất như là bơ và những chất margarine để nó có thể giữ được à, lâu trong cái môi trường và để ăn và cái loại thứ hai là chúng ta thường ăn mỗi ngày đó là saturated fat, mỡ gà, mỡ vịt, mỡ uh, heo vân dân Thì chúng ta chỉ nhớ này, nó chỉ có hai loại chính, trans fat và saturated fat. Thì mỡ tốt làm thế nào biết được mỡ tốt? Thì chúng ta chỉ có những cái loại sau đây là dầu ô liu, những cái loại dầu mè, hoặc là về trái cây thì chúng ta có cái trái avocado, trái bơ hoặc là ăn những cái hạt almond hoặc là những cái peanut butter. Còn những cái loại mà polyacrylate thì chúng ta có dầu rượu nành và những cái dầu mè hay là những cái loại khác giống như những loại cá. Nếu chúng ta không ăn nhiều dầu thì chúng ta sẽ sử dụng những loại cá béo để có sử dụng chất béo rất là quan trọng. thì đó những cái nguồn omega 3 để giúp cho cơ thể chúng ta giống như là cá salmon, cá tuna, cá mồi mackerel nhân dân. Và đặc biệt trong tàu hữu cũng là những cái loại mà tốt cho chúng ta sử dụng. Còn những cái loại mỡ xấu thì như thế nào? Bad fat như thế nào? Chúng ta nhớ là chúng ta có hai loại. Thì cái bad fat chúng ta tìm thấy ở đâu? Trong những cái loại thịt và những cái loại mỡ trong cái thịt hay là da gà hay là da heo đặc biệt trong sữa cũng có một hàm lượng rất lớn và những cái loại mỡ xấu là sao red fat bởi vì chúng ta cần phải sử dụng những cái loại low fat sữa là cream cheese butter và ice cream đặc biệt có một cái loại mà tôi cũng chú ý quý vị là hiện nay cái phong trào nghiên cứu mới đưa tới một cái quan điểm mới đó là cái sự xuất hiện của cái dầu dừa mà ông bà chúng ta đã xài gần cả ngàn ngàn năm tại vì họ không có gì khác để mà xài và cái cái dừa là cái quan trọng tại vì nó dừa ngon và nó lại dừa thực sự nó cần thiết cho cơ thể chúng ta à. và cái cuối cùng là mỡ xấu thì rất là dễ nhớ là tất cả những loại bánh mà cho con người làm ra những cái loại mà chip and crackers những loại margarine mà chúng ta dùng để chiên đồ đặc biệt tất cả những cái loại chiên giòn hay là chiên đun nóng ở cao độ đều được gọi trong nhóm là mà xấu thì bây giờ chúng ta làm thế nào để mà có thể tôi sẽ cho quý vị coi tất cả những cái gì mà chúng ta thực sự mà ăn mà cảm thấy ngon đó từ cái bánh cho tới những cái loại mà à, cánh gà chiên hay là à, là extra nhân dân thì chúng ta thấy là chúng ta rất là ăn rất là ngon gọi là good state but nhưng mà bad for your heart tức là you are good but it's bad for, for cơ thể chúng ta vậy thì làm thế nào để chọn cái gì tốt để ăn thực ra chỉ có một loại rất là khó ăn nhưng mà nó nó sẽ rất là rất là tốt cho cơ thể là dầu ô liu xấu ăn những cái kiểu những người Mediterranean, những người bên Trung Đông họ sử dụng rất là thường xuyên, họ cũng chiên nhiều dầu như chúng ta hoặc là người ở đông ta hay dùng mè để mà nêm nấm để cho nó có mùi vị hay những cái béo nhẹ thì đây là hai loại mà tốt để chúng ta ăn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái dầu để chiên đó tôi nghĩ đó là cái câu hỏi để cho tất cả những cái bà nội trợ ông bà chị em nào muốn ăn thì chúng ta dầu để chiên thì chúng ta có hai yếu tố chính là thứ nhất là xem cái độ lên khói của nó khi chúng ta chiên cái gì đó mà chúng ta để cái nồi thì chúng ta đổ dầu vô thì thấy nó bốc khói rất là nhanh và đôi khi nó cháy cái nồi nữa thì cái đó phải chú ý cái dầu nào mà dễ bốc khói đó là những cái loại chúng ta nên tránh tại vì khi nó bốc khói nó sẽ tiết ra những cái chất độc gọi là free radicals những cái loại này là chất độc cho cơ thể và nó biến cái dầu từ màu trong thành màu vàng đôi khi nó đóng khét nữa trong cái đó là những cái dầu nên tránh số hai cái độ bền của dầu hay là mỡ dù nó là lỏng hay đặc nhưng mà nó không có lên khói nhanh và đặc biệt nó không có đổi màu nhanh thì đó là hai yếu tố là để chọn dầu thì làm thế nào để dầu để chọn được cái gì thấy trên đây chúng ta có hàng mười mấy loại dầu khác nhau nhưng mà tôi chỉ kể ra ba loại chính là dầu dừa dầu ly và dầu canola tại sao dầu dừa hiện nay được trên cái, cái cái hình đỏ đó thì thấy đó là những chất saturated tức là những cái loại mà cấm kỵ. trước đây thì tất cả những thầy thuốc là không có khuyên chúng ta ăn nhiều cái dầu dừa vì nó có chất nhiều rất cái loại mà xấu trong đó khuyên ăn dầu oliu nhưng mà dầu canola lại được sử dụng rất là thường xuyên trong thị trường để mà chiên chiên giòn cho dân thì quý vị thấy chúng ta sẽ tập trung trong ba cái đó dầu canola tốt nhưng mà nó lại cái độ smoking nó rất là nhanh chính vì vậy nếu ta chiên nhiều quá thì nó lại ra những chất độc dầu ô liu là cái tương đối nó giữa hai cái và nếu thực sự quý vị sẽ thấy dầu dừa nếu mà cái dầu dừa nguyên chất thì nó lại tốt tại vì cái độ bảo hòa nó cao và cái độ nóng để mà bốc khói nó rất là cao chính vì vậy chúng ta có thể dùng chiên hơi lâu chút xíu được nghĩa là kết luận như gì thực sự nó quý vị sẽ không cần nhớ nhiều nhưng nhớ là chất béo nó rất là quan trọng cho cơ thể chúng ta đừng có tránh nó được à, nên dùng dầu ô liu sống hay là chiên nhanh ở nhiệt độ thấp mà thôi à, giống như xào sơ những cái loại đồ ta để ăn hay là tí chiên cá nhân hoặc là nếu ta không tránh những cái đó thì chúng ta dùng thêm trái bơ hay là mỡ để mà ăn để cung cấp những cái mỡ thiên nhiên cho cơ thể và hoàn toàn cố gắng tránh những cái tránh fat càng nhiều càng tốt và chúng ta tránh chiên giòn hay là tránh những cái thực phẩm chiên giòn. Và thực sự hiện nay cái lời khuyên của tôi là nếu vì có điều kiện có thể dùng những cái dầu dừa để chiên nếu chúng ta cần chiên cái thực phẩm đó lâu để mà nó ngon. Thực sự thì quý vị sẽ thấy nó có rất nhiều những cái mâu thuẫn trong những cái đề à, nghiên cứu y nghi học. Chính vì thì sự hiểu biết y học nó sẽ thay đổi không ngừng dựa trên những cái nghiên cứu mới bởi vậy chính vì vậy mà sự biết hôm nay có thể không còn đúng nữa trong tương lai tuy nhiên kiến thức sẽ giúp cho chúng ta sẽ hành động và mong quý vị sẽ hiểu cho à, thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn lại mỗi thứ sáu đầu tháng xin cảm ơn quý vị và quý vị có thể xem lại bằng cách vào youtube và đánh chữ bản tin đi học vị sẽ thấy được yeah. xin cảm ơn quý vị Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Tình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc.sbtn.tv Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân.